Ok, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại với video. Hiện tại thì anh em đang tiến hành test hàng cho một bác khách hàng các bác nhé. Đây là một đơn hàng gửi xe cho một bác khách hàng ở Hưng Yên. Hiện tại thì em đang tiến hành test hàng cho anh Thái ở ET Hưng Yên, một cặp loa F2500 Pro các bác nhé. Đấy, trị giá là 6.500.000 đồng. Và bên em tiến hành gửi xe cho anh Thái các bác nhé. Đấy, và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Thái rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Ở đây thì anh em đã set up đầy đủ đây rồi và test chuyện âm thanh vừa test xong rồi các bác nhé. Bây giờ thì bên em làm chương trình cho các bác cùng xem, giới thiệu sơ qua cho các bác về cái dòng loa phân khúc loa cây F2500 các bác nhé. Đây là một thương hiệu đến từ FB Pro, một dòng loa cây. Con này thì chạy bằng 6 đường tiếng cơ bản thôi, model là F2500 Pro. Và con này thì chạy bằng 6 đường tiếng cơ bản này. Đấy, và làm hoàn toàn theo công nghệ của Mỹ các bác nhé. Đấy, tất cả linh kiện cũng như là nội thất làm của Mỹ hết các bác nhé, làm theo Mỹ hết đúng không ạ. Bên dưới này sẽ là bát 30 này, gân cao su. Và con này thì thiên về âm lời rất là nhiều. Đấy, trả lời cho các bác cực kỳ tốt đối với con này luôn. Con này đặc biệt nó có một cái siêu chép kèn ở đây. Siêu chép kèn đây trả lời cho các bác này, cũng như là các bác hát karaoke. Đấy, tiếng chép ra rất là sáng luôn đúng không ạ. Đấy, một bát 30 và một chung to, một chung nhỏ này. Đấy, và bên này sẽ là hai tép giấy để hỗ trợ các bác hát karaoke này. Và một chép kèn. Đấy, một siêu chép kèn ở đây đúng không ạ. Đấy, đằng sau, công suất đằng sau thì em sẽ quay cho các bác cùng xem nhé. Đấy, vần gỗ thì rất là đẹp này các bác nhìn này. Đấy, cái chân được thiết kế nhô này các bác nhé. Nó có một lớp ê căng bằng vải lụa nữa, nhưng mà bên em tháo rồi. Đấy, cho các bác cùng xem bên trong đúng không ạ. Đấy, còn đây đằng sau đây cho các bác cùng xem đấy. Ở đấy nó hơi trần chút các bác nhé. Đây sẽ là một lỗ thông hơi các bác nhé. Đấy, mà loa cây nó cũng phải có này. Đấy, đằng sau thì model là F2500 Pro này đúng không ạ. Đấy, model F2500 Pro này. Đấy, công suất sẽ từ 350 đến 550W này, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 92 decibel. Ở bên dưới thì sẽ là cọc tín hiệu vào rồi, cọc đồng rồi, đúng không? Chống han gì các bác nhé. Bên cạnh sẽ là tem bảo hành công ty. Đấy, đầy đủ thông số kỹ thuật đằng sau các bác nhé. Đấy, và nhân tiện đây thì em sẽ giới thiệu cho bác một con combo. Đấy, kết hợp với nó là một con đẩy đèn vang DAC X8 Plus. Đây là một phiên bản đẩy đèn vang hiện đại đến từ FB Pro. Đấy, được tích hợp đầy đủ những tính năng hiện đại bên trong. Đấy, volume tổng của mic này và volume tổng của music bên này các bác nhé. Echoni vật này. Và con này thì chạy bằng 64 bit cộng của USA. Đây, những tần suất xử lý âm thanh của nó đưa ra rất hay các bác nhé. Một màn hình hiển thị thông số này. Đấy, model là DAC X8 Plus. Input này thì các bác để chuyển chế độ đầu vào, ví dụ như USB, cổng quang, Bluetooth, AUX1, AUX2 các bác nhé. Đấy, bên dưới cái dòng kẻ chỉ này thì sẽ là công tắc bật mở nguồn. Đấy, các bác có thể chỉnh tu bit hai cạnh bởi delay, repeat, bass, trung check, echo effect này, và jack cắm mic cả trước cả sau, chỉnh mic tone và chỉnh music control các bác nhé. Đấy, và đặc biệt là các bác lấy một cấu hình combo bên em thì bên sẽ tặng ngay cho mình thêm một bộ mic trị giá hơn 2 triệu đồng bên Nam Huy nữa các bác nhé. Đến từ thương hiệu FB Pro. Xin lỗi các bác, đến từ thương hiệu BBS, model là K68 Pro các bác nhé. Đây là tay mic của nó này, toàn bộ tay mic của nó các bác nhìn này. Ở trên tay mic cũng có logo của BBS này. Đấy, model là K68 Pro đây các bác nhé. Đấy, cầm rất là đầm tay luôn, bộ mic này thì hát rất là ok. Đấy. Ok, tiến hành test qua chất âm cho các bác cùng xem nhé. Và tổng trị giá combo này thì đâu đó chỉ còn có 13 triệu đồng cho các bác nhé. Bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà, bán kính dưới 100 km. Bây giờ thì bên em sẽ tiến hành test chất âm thanh cho các bác cùng nghe qua nhé. Đấy, em bắt đến số 7 xong mà rất là to rồi coi nhé. Đấy, tiếng chép đánh rất là sáng luôn. Ok, vừa rồi các bác được cảm nhận qua chất âm về cấu hình combo rồi các bác nhé. Đấy, và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Thái rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Đấy, và các bác đang quan tâm về dòng sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Ok, và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.